Theo dõi ngay channel PUBG Việt Nam Official bằng cách đăng ký và nhấn chuông để nhận thông tin về các sự kiện hấp dẫn cùng giải đấu PUBG Esports. Ủa cái gì vậy? Ủa mọi người, em không hiểu gì hết đó. Bày mũ chị Len DNT 150k nhà A yêu quá. Mặt cười. I know. How about another joke, Murray? No, I think we've had enough of your jokes. What do you get? I don't think so. When you cross a mentally ill loner with a society that abandons him and treats him like trash. Call the police. I'll tell you what you get. Call the police. Get what you fucking deserve. Gì nữa? Không, vì tiền, kinh doanh. Em chia cho chị 50% nhá. Kinh doanh. Không sợ hết. Mình em mày biết tao nó còn bể không? Bay mũ thôi, kinh doanh thôi mà. Ê, không. Bỏ đây. Mẹ, bỏ đây. Cảm ơn Khôi nhiều nha. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai để bầu đưa lòng đến tận cùng thế giới. Cùng mình viết với bao đại dương, cùng em đi qua ngàn con đường. Cùng anh băng qua bao đại dương, cùng anh đi qua ngàn con đường. Phiêu lãng như áng mây trời, xanh ngát như giấc mơ ta. Và đời vẫn thế, vẫn mãi trôi. Tháng năm dài, mình có đôi. Dù là ngày mưa flashbang. Go squad công nhà, squad công nhà. Mày má, mày Long ơi. Trong phòng kín mày ơi. Đúng rồi. Nhà có thằng. Ngoài nhà có thằng. Đi bước đi một đồng. Anh bao là bao chi mắm gì? Em mày biết rồi. Anh bốn bao. Lớp 4 cái nó thấy nó đứng với cái bộ đồ khỉ mà thấy nó nhìn đứng bên trái cục đá nhìn như thằng ngu vậy. Mày chó mà mày sợ khỉ à? Quay. Nope. Quay, nghỉ. Mẹ nghỉ. Không nói nhiều luôn. Ok. Theo dõi ngay channel PUBG Việt Nam Official bằng cách đăng ký và nhấn chuông để nhận thông tin về các sự kiện hấp dẫn cùng giải đấu PUBG Esports.